Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh Hoa Vườn Nhà. Hôm nay giới thiệu với các bạn cái loại hoa rất là đẹp, đó là dại yến thảo. Đây là hàng dại yến thảo đơn, hàng rủ nha các bạn nhé. Đây là một cái chảo này. Một cái chảo này mà mình thích treo thì mình treo một xích đây. Còn không thì ở đây mình có một cái chỗ này mình đặt trên cái xích đu này. Đấy. Bây giờ dại yến thảo được trồng rất nhiều, người ta làm những cái vòm xong người ta để những cái giá như thế này này, người ta để dại yến thảo vòm lên rất là đẹp. Ở đây thì mình cái xích đu này mình có hai bên. Hai bên thì mình để hai chảo. Đây, ở đây mình không phải treo đâu, có đủ xích nhé, đủ xích nhưng mình không phải treo. Mình cứ để nó ở đây thôi cho nó vững. Dại yến thảo này rất dễ trồng nha các bạn nhé. Nếu mà thời tiết khí hậu mát mẻ thì nó có hoa quanh năm. Còn như ở miền Bắc này thì thường thường là bắt đầu từ mùa thu đông trở ra thì bắt đầu chơi dại yến thảo. Còn mùa hè là nắng không chơi được. Mùa hè nếu mà muốn chơi thì chỉ phải để vào trong cái giàn lan thật là mát, may ra thì chơi được. Dại yến thảo này các bạn tưới mức độ vừa phải nhé, tưới đậm quá ướt lâu ngày nó cũng thối, tưới vừa phải thôi. Nó có rất nhiều màu, như ở đây mình để hai cái chảo màu tím, bởi vì là cái xích đu của mình nó màu trắng nên để màu tím cho nó nổi, và cái thân chảo nó màu trắng mình để màu tím nó cũng nổi hơn nhé các bạn nhé. Đang nở hoa này mà hoa nó liên tục luôn các bạn ạ. Ví dụ như cái hoa này tàn này thì cái hoa khác nó lại ra. Đấy, nụ rất là nhiều. Và cái dòng dại yến thảo này thì được người chơi sử dụng rất là nhiều để trang trí cho khu vườn, đặc biệt là treo ở những cái mái vòm, treo ban công. Đặc biệt là những cái không gian mà có cái vị trí treo đẹp thì treo cái dại yến thảo này thì nó là thuốc rồi các bạn ạ. Bón phân thì dại yến thảo này cũng bón phân NPK và phân hữu cơ bình thường thôi. Tuy nhiên các bạn nếu mà bón, các bạn bón ít thôi. Cái này nó nhẹ chân lắm, các bạn bón nhiều là nó sẽ rất dễ bị sốc phân. Đặc biệt là NPK bón nhiều sốc phân nó sẽ rất dễ thối. Còn các bạn có thể bón phân trùn quế, các bạn rác độ tầm một nhúm này vào. Hoặc là phân dê mà dùng để bón lan ấy, bón rất là tốt nhá. Đây, đấy, dại yến thảo màu tím rất là đẹp nhé các bạn nhé. Đấy, đến mùa dại yến thảo, đến mùa ngọc thảo rồi các bạn ạ. Thì mình mùa hoa nào mình cũng chơi những cái loại hoa mà thường để trang trí, chơi rất là đẹp. Ở dưới mình có hai cái giá này, mình còn chưa có hoa đặt này. Hai cái giá này rất là đẹp, làm theo kiểu mỹ nghệ rất là đẹp, nhưng mà chưa có hoa đặt. Mới đặt được hai cái chảo phía trên này để quay cho các bạn xem. Để các bạn, nếu mà các bạn có cái mong muốn mà dùng để trang trí thì các bạn có thể chơi. Cá nhân mình thấy nó ok lắm các bạn ạ. Đấy, quay xa một chút cho các bạn xem cái xích đu của mình để dại yến thảo, để các bạn có thể là, đây là một gợi ý cho các bạn. Các bạn có thể treo trên đỉnh kìa. Các bạn có thể treo trên đỉnh, tuy nhiên là mình để dưới cho nó an toàn nhé. Treo trên đỉnh đầu mình cứ cảm giác nó ghê ghê. Đấy, để ở trên đỉnh cho nó đẹp, nó rủ xuống cũng được, nhưng mà mình thấy nó ghê ghê. Trên đỉnh mình có cái giàn lan hoàng dương rủ xuống rồi. Ở đây mình để hai bên. Hai bên này khi mà mình thiết kế xích đu này, mình đã đặt người ta làm là có hai cái giá hai bên rồi. Để mùa nào mình để hoa của mùa đấy. Những cái chảo hoa, những cái chậu hoa mình có thể để ở đây rất là đẹp. Kể cả nếu chơi cây cảnh thì dùng những cái cây thác đổ để đấy cũng rất đẹp, nhưng mà xích đu thì nó phù hợp với hoa hơn, đặc biệt là dại yến thảo. Đấy. Cái vị trí xích đu của mình này nó có mái tre, nó rất là mát, cho nên là để dại yến thảo là nó đúng bài rồi. Một ngày thì mình tưới buổi sáng và buổi chiều. Buổi sáng và buổi chiều mình tưới thì để đảm bảo cái việc là nó, cây nó không bị héo. Bởi vì cây này nó không, mặc dù nó không tưới nó không chịu được úng đâu, nhưng mà hạn thì nó lại héo. Đấy, các bạn phải đảm bảo độ ẩm cho nó thật là tốt. Hoa rất là đẹp nha các bạn nhé. Vâng, chúc các bạn một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin cảm ơn các bạn.